em bước đi trong ngày trên con sông của em. Nghĩa là tất cả các bài em sẽ chuyển sang hát như này. Dạ, có một bài cái em đến tối một chút. Mình còn bài khác. Em có một cái bài mà em rất thích, đó là một sáng tác của nhạc sĩ. Cho em xin một cái bài mà của em Xuân Đạt. Có một cái bài là vừa mới hợp với nhau. Chị bài ca của em. Ai ơi nghe chuyện yêu đương trên thế gian, bao nhiêu cơn điên say yêu mà quên hết đi. Tâm can mơ màng dù rằng phù ai yêu thiên hạ, nỗi nhớ vu vơ được dồn dào ai biết đâu. Nhìn lại anh em có thấy hình ảnh